Và đây em cho mọi người xem nội thất bên trong máy mọi người nhé Đây chuẩn chỉ là một cây máy lần đầu tiên mở ra Như mọi người thấy quy tím, rất là trắng Rồi thì bên trong máy rất là sạch đẹp Phần nào đen thì đen nhánh, phần nào là kim loại thì sáng bóng mọi người nhé Máy như này là rất là sạch, hầu như là không có một chút bụi nào mọi người nhé Máy chuẩn chỉ lần đầu tiên mở ra đây là một video công khai Trong số người xem thì có cả thợ và shop của người nhé Thì họ biết rất là rõ về máy như nào là Zin Đây, xui mây là 2608 Đây em mở lại máy cho mọi người xem một lần nữa mọi người nhé Đây, bên trong máy đây, Hoàn toàn là sạch đẹp của người nhé Máy mở ra lần đầu tiên Xui mây 2608 Anh Minh Tường nhận được máy Thì anh cứ kiểm tra đúng xui mây thì anh nhận nhé anh ấy số email của máy là 2608, như anh nhìn thấy trên màn hình này nhé. Bây giờ thì em sẽ thử áp suất của máy. Áp suất rất là căng. Đây là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB của anh Minh Trường ở quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Số email 2608 này nhé. Anh Minh Trường nhận được máy thì anh cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận đấy nhé. anh Minh Trường ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh đã đặt của Tu Vân Mobile. Bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ mở máy ra để thay cho anh một viên pin dung lượng cao theo như yêu cầu của anh. Và khi mở máy thì tất nhiên Tu Vân Mobile sẽ quay lại video mở máy lần đầu tiên. Đấy, tức là máy này là trước đây chưa từng có một ai mở. Và bây giờ thì em sẽ mở máy ra để mà thay pin cho anh Minh Trường Đấy. Một viên pin độ, một viên pin dung lượng cao theo như yêu cầu của anh cái lần mở máy đầu tiên này nó rất là quan trọng nó chứng minh là trước đây máy chưa bị thay thế sửa chữa cái gì mọi người nhé máy chưa bung lần đầu tiên mở máy thì khá là khó mọi người nhé. tại vì dòng zin của những cái dòng này rất là chặt mọi người nhé. đây em phải cho một chút nước tách vào mọi người nhé một chút nước tách keo khi mà cho thì cho một cái lượng vừa đủ nói chung là chỉ đủ dính ở mép màn thôi chứ không vào được trong máy Đấy, máy rất là chặt luôn dòng zin nó dính rất là chặt mà Đấy, khi mà cho keo thì mọi người để nghiêng cái máy thì phần nước thừa thì nó sẽ chảy xuống chứ nó không chảy vào trong máy mọi người nhé quá trình này cần rất là cẩn thận để tránh làm tổn hại đến cái màn của máy màn của máy này thì rất là đắt tiền nó là màn OLED. dùng lực để bẩy lên nhưng mà cần phải là từ từ và nhẹ nhàng bây giờ thì em đã móc được cái móng tay của em vào uh, bên trong của cái màn của máy và nó vẫn còn dính rất là chặt mọi người ạ ở hai bên viên nó dính rất là chặt luôn. Có lẽ là em sẽ cần thêm một chút nước tách nữa. Cần phải rất cẩn thận nếu mà không thì sẽ hỏng màn bảo vệ. Và khi mà mở máy thì em cố gắng giữ áp zin cho mọi người nhé Tức là khi mà đóng vào thì nó vẫn có áp ở đây em phải cho thêm một chút nước tách Để mà tách lớp keo Lớp dòng zin Nó dính rất là chặt mọi người Đây. Cần phải mở rất là cẩn thận Để mà giữ cái lớp dòng zin Giữ áp suất cho mọi người em mở như thế này thì không hại máy mọi người ạ còn bình thường các tiệm các shop người ta thay pin là người ta sẽ để lên bàn nhiệt Đấy, với một cái nhiệt độ rất là nóng để mà cái lớp doang nóng và nó sẽ giảm cái độ kết dính Đấy, thì với cái nhiệt như thế thì nó sẽ làm hại đến cái màn hình của máy Đấy, còn ở đây thì em không dùng đến bàn nhiệt mọi người nhé không dùng đến bàn nhiệt Đấy. mở như thế này thì nó rất là an toàn cho máy nó không hại máy mọi người ạ. Không hại máy. Dòng ở phần phía trên này thì dính khá là chắc. Và nó khó giữ áp mọi người ạ. Nên là cần phải làm rất là cẩn thận. Mọi người nhìn thấy dòng nó dính chẳng chịt luôn. Bây giờ thì em sẽ dùng một cái nhíp dùng một cái nhíp để mà giữ lại cái cái dòng đó mọi giữ lại cái dòng, dòng duyên đó Đấy, em cần uh, cho một chút nước tách vào uh, dao lam để mà làm giảm kết dính của cái keo này để giữ nguyên áp suất cho máy. Đây là em mở theo cái cách giữ áp suất thì nó mới lâu như này mọi người nhé. nó mới lâu như thế này Thế còn nếu mà em mở mà không cần giữ áp suất thì, nó nhanh hơn Nó chắc tầm khoảng gấp đôi mọi người em đang cố giữ một đoạn doang Bên trong máy thì mọi người nhìn sơ qua cũng thấy là nó rất là sạch đẹp rồi đúng không ạ? Công việc này thì cần sự khéo léo, tỉ mỉ và mất khá là nhiều thời gian mọi người ạ. Và đây, em cho mọi người xem nội thất bên trong máy mọi người nhé đây chuẩn chỉ là một cây máy lần đầu tiên mở ra như mọi người thấy quy tím rất là trắng rồi thì bên trong máy rất là sạch đẹp phần nào đen thì đen nhánh phần nào là kim loại thì sáng bóng mọi người nhé máy như này là rất là sạch hầu như là không có một chút bụi nào mọi người nhé máy chuẩn chỉ lần đầu tiên mở ra đây là một video công khai Trong số người xem thì có cả thợ và shop của người nhé thì họ biết rất là rõ về máy như nào là zin đây số mây là 2608 để em mở lại máy cho mọi người xem một lần nữa mọi người nhé ở đây bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp của người nhé máy mở ra lần đầu tiên suy mây 2608 anh Minh Tường nhận được máy thì anh cứ kiểm tra đúng số mây thì anh nhận nhé chân thành cảm ơn anh và đây là viên pin bên em thay cho anh đây là một viên pin chính hãng của Origin như anh thấy thì ở trên pin có ghi là siêu nén tối ưu sạc nhanh và bền bỉ viên pin này thì dùng rất là trâu thứ hai là nó rất là bền thứ ba là hỗ trợ sạc nhanh một viên pin này mọi người có thể dùng được khoảng 3 năm